Người ta đi ra ngoài khoảng 15 phút rồi nhiệt độ gia mình bắt đầu tăng lên 40 độ C. Cái video này là phim tài liệu của Hàn Quốc. Hello mọi người, anh em xin chào bên. Tôi quay trở lại rồi. Tôi không biết là ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà bên Hàn Quốc thì nhiều chị gái nói là từ 24 tuổi bắt đầu lão hóa và sau 30 tuổi thì lão hóa rất là nhanh. Cho nên là từ 24 tuổi mình phải chăm sóc da và sau 30 tuổi thì mình tập trung chăm sóc da nhiều hơn và nên dùng thành phần mặn mặn. Ý là nên độ tự cho da nhiều hơn. Bây giờ tôi là 34 tuổi và suy nghĩ lại về câu đó thì tôi nghĩ là hơi đúng. Nên là khi tôi live ở VBT, tôi cũng cứ nói là từ 24 tuổi mình nên uống collagen. Tất cả mọi người già khi qua thời gian, nhưng mà nếu mình biết nguyên nhân của lão hóa nhanh và mình cố gắng ngăn chặn lão hóa thì lão hóa sẽ là chậm hơn và dù lớn tuổi nhưng vẫn đẹp. Nếu bạn là độ tuổi 20 mới thì bắt đầu chăm sóc da từ từ nhé. Nếu bạn là tuổi 20 tuổi hoặc là hơn 30 tuổi, da vẫn ok, nhưng mình cứ nên tiếp tục chăm sóc da nhé. Vì theo kinh nghiệm của tôi, nếu bạn chăm sóc da ở độ tuổi 20, bạn sẽ cảm nhận rõ hiệu quả của việc chăm sóc da ở độ tuổi 30. Và nếu bạn chăm sóc da ở độ tuổi 30, bạn sẽ cảm nhận rõ hiệu quả của việc chăm sóc da ở độ tuổi 40. Cho nên là không có tuổi nào quá muộn để chăm sóc da nhé. Hơn nữa, làm là luôn luôn tốt hơn so với không làm gì cả. Đối với tôi thì khi mùi mỗi tuổi mụn nhiều quá nên là bắt đầu quan tâm đến chăm sóc da. Khi học đại học, da mình rất là giàu và vốn nhiều mụn nên là từ khoảng 23 tuổi bắt đầu chăm sóc da một cách nguyên tức. Tôi cũng bắt đầu sử dụng các loại thực phẩm chức năng tốt cho da như collagen, vitamin và sử dụng nhiều loại mỹ phẩm khác nhau. Nên từ video này tôi sẽ chia sẻ tôi chăm sóc như thế nào để chống lão hóa nhé. Tôi cũng biết là video này sẽ là hơi khó hiểu và chán quá vì tôi không nói theo kiểu là các bạn sử dụng sản phẩm này đi để chống lão hóa và da sẽ thay đổi như em bé, mà cứ giải thích nguyên nhân là gì v.v.v. vì chăm sóc da và mỹ phẩm không phải là ảo thuật hay phép lạ. Nguyên nhân của lão hóa nhanh là 3 cái. Thứ nhất là tia cực tím và tia hồng ngoại, tức là nắng quá và nóng quá. Khi giải thích lão hóa do tia cực tím thì luôn luôn cho mỗi người xem hình này. Người này là lái xe nhưng mà bị lão hóa một bên thôi vì tia cực tím. Điều này tất cả mọi người biết rồi đúng không? Nhưng mà ít người biết nhiệt độ da mình sẽ làm nhanh lão hóa. Khi da mình nóng quá, melanin sẽ tặng lên, nghĩa là tàn nhanh và nám sẽ nhiều hơn. Các bạn nên nhớ là mặc dù mình không tiếp xúc với trời mặt, nhưng mà nóng quá vẫn có thể tàn nhanh và nám sẽ nhiều hơn nhé. Hơn nữa là collagen sẽ giảm xuống và da sẽ khô. Video này là một chương trình của Hàn Quốc. 15분 밖에 나가 서 있으시면 피부 온도가 무려 40도까지 올라갑니다. 우리 người ta đi ra ngoài khoảng 15 phút rồi nhiệt độ da mình bắt đầu tăng lên 40 độ C. Cái video này là phim tài liệu của Hàn Quốc. 이런 날 외출을 하면 피부도 금방 뜨거워지는데 그렇다면 고온에 장시간 노출되는 것은 피부에 괜찮은 걸까? 국내 한 연구팀은 학계 최초로 자외선이 아닌 적외선 열에 의해서도 피부가 노화되는지를 연구했다. 먼저 털이 없는 생쥐를 15주간 열에 노출시킨 후 피부에 나타난 주름의 변화를 비교해보았다. 자외선에 노출된 피부 못지않게 열에 노출된 피부도 꽤 많은 주름이 생긴 것을 확인할 수 있었다. Cuộc thử nghiệm với chỗ chuột này bị nhanh nhiều hơn vì tia hồng ngoại, tức là nóng hơn. Chắc là các bạn cũng có kinh nghiệm là sau khi đi chơi bên ngoài rồi về nhà xem gương kỹ thì da mình xuống. Nếu nhiệt độ của da mình cứ cao cao thì lão hóa rất là nhanh và lỗ chân lông sẽ to ra. Da sản xuất dầu nhiều nên là sẽ mụn nhiều. Chúng ta thử để ý nhé, da của những người sống ở nước có mùa đông thì đẹp. Hầu hết người Hàn Quốc da đẹp đúng không? Tôi nghĩ là một lý do là thời tiết. Tôi nói nhiều quá nhưng mà nhớ nhé, nhiệt độ
gia mình nên thấp. Thứ hai là oxy hóa. Khi cơ thể con người nhận được những kiến thức từ bên ngoài sẽ xảy ra phản ứng oxy hóa và nó làm lão hóa rất là nhanh. Cái kiến thức mình từ bên ngoài như bụi mịn, khói thuốc lá khi thấy và sống điện tử, cái này gọi kiến ứng ra. Đặc biệt ở Việt Nam, nhiều con gái đi xe máy nhiều nên là hàng ngày tiếp xúc với khi thấy ở Việt Nam cũng có bụi mịn đúng không? Mình cố gắng tránh tiếp xúc với bụi khi thấy, nhưng để làm điều đó thì hơi khó. Nên là video sau thì tôi sẽ nói mình giải quyết như thế nào nhé. Cái kinh thích từ bên trong nghĩa là mình ăn cái gì, ăn nhiều carbohydrate, dầu nhiều, v.v. Tôi thật ra là đã giải thích điều này ở một video. Nên là có người muốn biết thì xem video muốn ăn gọi mụn nhé. Mụn cũng lên vì những thực phẩm này gây ra tình trạng viêm trong cơ thể, nên là coi mụn và làm oxy hóa. Thứ ba là mụn nhé. Các bạn cô thói người mà ăn mụn mụn nhiều nhưng không mập mà mặn thì lại nhìn ra vì đường kết hợp với collagen và trở thành AG protein. Tên rất là sợ đúng không? AG protein nhé, nó làm da mình rất là cứng và đi xuống, nên là mình nên cố gắng giảm ăn ngọt, và nếu không ăn ngọt thì tốt nhất nhé. Tôi cũng biết là xem video này hơi buồn ngủ, nhưng mà các bạn ơi, rất là quan trọng nhé. Các bạn nên nhớ là nhiệt độ của da mình nên thấp, mình nên chung oxy hóa. Cuối cùng, mình không nên ăn nhiều đường. Nếu chán quá thì nhớ ba cái thôi nhé. Luôn luôn tôi mong muốn mọi người càng ngày càng đẹp hơn. Và lần sau tôi sẽ nói là mình còn làm gì nhé. Cảm ơn mọi người, bye bye, anh nhau.